ngày 3 tháng 8, Đoàn Thanh niên Công ty Than Mạo Khê đã tổ chức gặp mặt tuyên dương khen thưởng 151 cháu là con cán bộ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2022-2023 với tổng số tiền khen thưởng 125 triệu đồng. Theo đó, năm học 2022-2023, công ty có 1.208 cháu là con cán bộ công nhân viên đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc các cấp. Trong đó, có 2 cháu đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 29 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 22 cháu học sinh giỏi cấp huyện, 71 cháu đạt giải năng khiếu và các kỳ thi trên mạng, cùng 27 cháu sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc của các trường đại học. Tiêu biểu trong đó có những cháu nhiều năm đạt thành tích cao trong học tập như cháu Trần Thị Hồng Hạnh, con chị Đỗ Thị Chính, phòng KCS, cháu Đỗ Quyên, con anh Đỗ Đức Long, phân xưởng CKXD, cháu Nguyễn Bình Minh, con chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, phân xưởng Trạm Mạng, cháu Nguyễn Thị Thanh Ngân, con chị Nguyễn Thị Liên, phòng vật tư, đã có nhiều nghị lực vượt khó vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập. Thành quả của các cháu chính là niềm vinh dự tự hào của gia đình và xã hội.